ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc công bố dịch sởi trên địa bàn. Theo báo cáo, tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 5 năm 2024 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024, toàn thành phố phát hiện 170 trường hợp bệnh sởi tại 15 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó, 57 phường xã có ca bệnh sởi và 10 quận huyện có 2 phường xã trở lên có ca bệnh. Trong khi từ năm 2021 đến năm 2023, thành phố chỉ ghi nhận 1 ca bệnh sởi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch chủ động ứng phó dịch bệnh sởi. Sở Y tế được giao phối hợp với sở ngành đơn vị liên quan, khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó với bệnh dịch, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng và kiểm soát lây nhiễm sởi trên địa bàn, bao gồm cả hoạt động tiêm chủng, chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong, báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin các trường hợp mắc sởi và ổ dịch sởi theo quy định, tổ chức rà soát, lập danh sách, rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố, đa dạng hóa hình thức triển khai như tiêm tại cơ sở giáo dục, tại cơ sở nuôi dưỡng, trạm y tế, bệnh viện. Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người, thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm B. Người có nguy cơ mắc bệnh là người chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ. Bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí có thể tử vong nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách.